Đấy, ở chỗ đây cũng có mấy cái bông tan tự nhiên. Thì cái nhìn ông nhìn cái cây bông tan tự nhiên, cái cảm xúc nó có khác cái cây kia nhiều không? Một cây nó một phong cách. Vâng. Cây này nó cũng chơi cũng cầu kỳ lắm. Vâng. Đây là hai không bảo vệ nhưng để ở nhà mình nhé. Để nhà phong cách của Hoàng Lê Minh. Hoàng Lê Minh. Anh ra đây đi chưa? Cái này cũng mỗi lần đi chơi là cứ phải lọc lá ra không nhỉ? Còn nếu mà để lá thì lại khó nhìn. Để lá thì nó che hết. Vâng. Vì cái rong này họ làm kỹ từ cái chi tiết nhỏ bên trong. Mà bây giờ mà không vặt lá đi không nhìn được. Đó, nó có cái hạn chế chú ý không nhỉ? Đẹp. Nên khi khoe rong ra thì cũng cái cảm xúc cũng đặc biệt đấy chứ. Địa này ấm cây hơn thì cũng được, được thêm một cành này xuống nó vừa che cái khoảng trống dưới mà này cháu đang bảo này, khả năng là khi dễ này sẽ sớm một tí mà cài một tí đá vào đây. Chất thiếu thì to xuống để lý hơn. Thế nhưng cũng vẫn cùng một người nhỉ? Long Vui Vinh với cây kia cũng là một à? Hay cây kia khác nhỉ? Cây kia khác, cây kia là của Nguyễn Hưng ngoài cổ. Cái này chất lượng hơn nhỉ? Nghe có vẻ kỹ. Chứ còn nếu cứ học người ta thì mình cứ đi sau. Trong cái cuộc chơi thì nó phải có cái đọc này kia. Nhiều cái thì mình vẫn phải kế thừa, kế thừa những cổ truyền của mình. Với lại là hội nhập thì đương nhiên là mình sẽ phải có cái hội. Nhưng mà nó chỉ là đại diện cho cái trường phái của làm. Vâng. Làm mình vẫn phải có cái riêng. Cũng như cái áo dài thì làm mình là khác hẳn, đặc trưng cả. Cứ gì là nó đẹp, cứ gì là phải. Cái gì thì cái gì mà nét cổ truyền của mình phải gìn giữ, tiếp cận những xu hướng mới thì mình vẫn tiếp cận bình thường. Nhưng trong cái nét cái cổ nó cổ mình là nó đẹp. Và là mình thu giữ được những người cái bản. Long Vui Vinh là mang hai cây đúng không? Mang hai cây. Cái này với cây bên kia. Đây là cây An Nhiên này, nhân của cương múa, hay còn gọi là cái cương thầy giáo đấy. Là một trong những cây là tiêu biểu của Nam Phượng này. Anh giáo viên à? Đây anh dạy cấp mấy? Dạy cấp 3. Đây. Cũng từ một cây phôi mà tạo tác ra sau nhiều năm được như này là một trong những người thầy giáo mà lại rất là đam mê cái cây cảnh. Đào anh Cương đứng vào phải không? Trên này có nhiều đứng vào thế nghệ sĩ lên. Đấy tác phẩm. Đây là
Thế từ một cái phôi 4 năm là thế này rồi à? Thế thì cũng nhanh đấy. Thầy giáo này làm cũng... Nó đã có cút, 4 năm là thôi rồi. À, thế bông à, thế bông. Thế từ 4 năm tính bông rồi đấy. À, thế thì được, chứ còn từ mà từ cột không được 4 năm là nhanh. Còn để mà hoàn thiện mất cả tầm bông nữa chắc phải 5 năm nữa. Năm ơi, chuyển cây vào phòng khách. Dạ vâng, chỗ Lưu cũng có cây cổ, cây chữ ngày trước nó cũng là một cây kỳ công. Thế khôi cây này cũng cũng già nhỉ? Mịn màng này chứ. Hiện đại thì có thật. Ở đây cây của anh Thắng Điện rồi này. Cái này thì cái bộ răm nó già đấy các ông nhỉ. Sủ hết sức tận đây này. Bộ răm này thì chấm hết rồi. Quá già. Đó, nhìn chung đợt này thì đàn phượng làm quá chất lượng. Chúng ta mời được rất nhiều những cái tác phẩm xuất sắc, đỉnh đẹp của anh em mang tới đây. Đấy, cái dáng làng cũng đẹp. Đại gia đoàn đứng vào xem nào. Đấy. Chào anh và xin. Ừ. Đẹp quá. Cái này vào ảnh rất là ảnh nhỉ. View đẹp thật. Quá này. Nhìn đẹp vậy. Cái tam đại đồng đường của Hà Lem.